Xin chào quý các bạn, và hiện tại thì ở trên điện thoại của quý các bạn đang bị mất cái chiếc camera ở cái phần mềm iMount. Ví dụ các bạn vào phần mềm iMount Live này thì không hiện cái chiếc camera mà các bạn cần xem. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ gắn lại chiếc camera iMount vào tài khoản để chúng ta xem ở trên điện thoại như nào. Thì các bạn sẽ bấm dấu cộng trên cùng bên tay phải và chúng ta bấm vào quét mã vạch, bấm đã hiểu. Và các bạn sẽ đưa cái điện thoại của chúng ta vào cái phần mã vạch của chiếc camera. Đấy. Và các bạn sẽ Đấy, các bạn bấm chữ tiếp theo. Bấm tiếp theo và chiếc camera đã được gắn vào tài khoản và chúng ta sẽ xem mình lại bình thường. Đấy là chúng ta lỡ tay xóa chiếc camera khỏi tài khoản và chúng ta bây giờ đã gắn lại được thành công vào tài khoản để chúng ta xem rồi. Và bây giờ thì mình cũng chúc quý các bạn thực hiện thành công cái việc là chúng ta gắn lại chiếc camera iMount vào lại tài khoản để chúng ta xem được chiếc camera. Và quý vị các bạn không rõ ở cái mục nào ở trong cái việc gắn này thì các bạn hoặc là các bạn cần hỗ trợ thêm gì về cách cài đặt của chiếc camera iMount thì các bạn có thể comment ngay ở dưới video này, hoặc các bạn chat qua Zalo số điện thoại mình để bên dưới, hoặc là số điện thoại mình để ở đầu cái phần kênh của mình. Rất mong quý vị các bạn thấy video hay và bổ ích thì các bạn sẽ giúp đỡ mình bằng cách là like, chia sẻ giúp mình cái video này với người chưa biết. Và quý vị các bạn hãy ủng hộ giúp đỡ mình bằng cách đăng ký kênh và ấn nút chuông. Khi mình ra một video thì các bạn sẽ nhận được ngay video các bạn cần cần và mình có nhiều cái nỗ lực ra nhiều video hơn. Xin chân thành cảm ơn quý các bạn. Hẹn quý các bạn ở video tiếp theo.